quá xuất sắc luôn. Xin chào cả nhà, lại là Thằng Mập Food đây. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn sườn khìa nước dừa nha cả nhà. Mập ăn với cơm nè, mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. À, cả nhà thấy hấp dẫn không? Cái này là mua là nhiều lắm nha, hoành tráng lắm nha, một ký mấy luôn đó. Cái này là cả nhà, bật mí với cả nhà luôn. Là cái này cơm á, cái khìa xong á, cái chảo á, cái lấy ra lấy sườn rồi xong cái còn cái nước sốt của nó, cái Mập trộn vô. Mập hay ăn như vậy đó. Hôm nay Mập muốn chia sẻ cả nhà cái cách giống vậy, không biết ai giống Mập không nha. Có ai giống thì bình luận phía bên dưới cho Mập đỡ cô đơn nha. Rồi mời mọi người ăn với Mập. Cái này là tinh túy của nó nè, ngon lắm. Với lại Mập cũng có xào một mớ rau muống nữa, xào tỏi nè, ăn kèm cho nó có rau. Rồi bây giờ là nhân vật chính đây, sườn đây, sườn non nha cả nhà. Khìa nước dừa đó. Nó ngọt. Ngọt thật đó cả nhà. Quá đã luôn. Múc một miếng cơm ăn à. Nhức cái nách. Ngon. Ban đầu á Mập tính nướng cả nhà, mà nướng thì sợ nó khô hơn. Thì ăn đúng đã luôn, đúng ngon luôn á. Cái khúc này nó còn non nè.
mập nhai cái sụm sườn á, sợ mỏi miệng quá. Ăn thịt thôi. Đúng đã luôn á. Sườn này mắc lắm á cả nhà. Một mô như đó 14.000 á. Dính. Ngon quá. Lần đầu tiên ăn sườn ngon nó vậy luôn á. Nó chảy tới cổ tay. Chảy cái dầu quá. Tại mình ăn ở nhà thoải mái nha nhà. Chứ đi ra tiệm á, ăn ngồi bánh cơm á, ăn cạp á, nhẹ nhẹ không có thoải mái. Quá xuất sắc hôm nay luôn. Ăn sợ dính mặt xấu xí á, nên chùi hoài. Quá xuất sắc luôn. Không cưỡng lại được. Ngon khó cưỡng. Thịt ha, nó ngọt ngọt của thịt nè, nó ngấm nước dừa vô nữa, rồi nó hơi mặn mặn đậm đà của gia vị, quá xuất sắc luôn cả nhà. Kiểu này mà ăn không đã ha, mai mua ăn nữa nè.
Rồi muốn không? Mua nửa ký mà xào phải còn nhiêu đó cả nhà. Nhất cái lách luôn. Nó ngon trời. Hên hết rồi đó. Làm nốt miếng cơm này luôn đi. Quá. Mặn mặn, cái cay, ngọt ngọt. Thơm thơm mùi thịt. Nhất cái nách. Cái tinh túy đó cả nhà. Không biết diễn tả làm sao nữa. Cái cục này là ngon nhất nãy giờ luôn. Cái này có mỡ.
mà phá ăn cái sụn á, cái răng á, mà ăn hồi hiển hỏi nó mỏi miệng, nhai một hai cục thì được. Với lại á, răng á, nhai á, nó hồi cái nó muốn yếu. Tại mình xè nên thịt nó bám vô. Chứ cái này mà làm mềm phải không, tuốt ra nhìn đã lắm. Quá xuất sắc luôn cả nhà. Cứ sụn nó động. Đã quá. Xuất sắc cả nhà ơi, trời nó nhiều. Quá đỉnh ngày hôm nay luôn. Tê như con tê tê luôn. Sạch, xanh, xanh. Còn gì bằng khi mình ăn được cái món mà nó ngon nhất cái nách. Thì cả nhà ơi, nói chung mà biết nói gì hơn bây giờ. Cái món hôm nay là nói thiệt, một trong những món ngon nhất của kênh Mập luôn. Nên Mập mới ăn mà, nó sao ta, ăn nhiệt tình như vậy. Thì
Thì cả nhà nếu mà thích cái món sườn mà sườn khìa nước dừa này á, thì cả nhà cho Mập một like. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì quá xuất sắc luôn, không 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 nở không nở xa cái mầm này. Còn bây giờ thì Mập đã xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào 6 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.